Uy tín không? Uy tín đấy. Đây là khung thép titan nguyên khối. Các bạn nhìn này, đấy. Không một vết hàn luôn. Hàng này làm rất là kỹ. Từ nốt hàn, nốt không có nốt hàn đâu. Tại đây phốt tăng Vicky, hãng Vicky. Tay lái Vicky. Bộ đề Shimano của Nhật đây. Cậu yên Vicky. Yên Vicky VT 700. Xe này 700cc. Cửa ổ bi ổ bạc cái này. Quay bánh này. Ui rất bon. Được nha. Đùi đĩa Vicky Shimano Teret. Màu xanh, màu đỏ, màu cam. Bánh 700.